Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Deep Rock Latest Survival nha. Ở tập này thì mình sẽ sử dụng nhân vật Engineer. Wow, chúng ta có Legendary nè. Nhân vật Engineer và mod nhân vật là Demolish nha các bạn. Demolish thì nó sẽ nghiêng về chất nổ, đam diện rộng. Sử dụng những cái súng phóng lựu này nè. Đó, mới vô nó cho ta cái súng phóng lựu rồi. Ôi, hai cái Legendary đầu game luôn các bạn. Ôi, 25% tốc độ đào á. Rồi, xong. Biến hồi. Biến hồi, nó cho chúng ta rất là nhiều vàng nha. Bắn. Ok. Cảo nhanh. Đứng ở trong cho nó chắc cú các bạn. Không có đam nổ à, mình đang cần. Ok, chúng ta có đam lạnh đây rồi. Mình đang cần đam lạnh các bạn. Slow tụi nó lại. Xin một ít Nacha rồi qua lấy cái boss nha. Ok. Lấy đam lạnh tiếp đi. Nó là đam ịp lâu đúng không? Đúng rồi. Cần cái gì đó. Nó làm lạnh. Nó đóng băng. Rớt, đúng rồi, ba cục. Lấy cái này nè. Đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vô cái súng phóng lựu của chúng ta nha. Bây giờ nó là đam chính rồi các bạn ơi. Lựu đạn thì nó sẽ rất là chậm. Lựu đạn đam cũng tốt, nhưng mà nó rất là chậm các bạn. Mình sẽ luồn lên trên một tí ha. Luồn lên trên đây coi có bất kỳ một cái tài nguyên gì thêm không. Mình đang cần một ít Nitra. Nitra mới có 13 thôi. Ê, sao mình thấy nó hiu hiu vậy. Chơi chơi cho đi ngõ cục. Mokai trên này nè. Lượm con bọ này đi. Trời ơi. Chơi kỳ vậy. Ủa, 15% ngon hơn chứ. Mà chúng ta lấy cái đó thì chúng ta sẽ bỏ bớt một cái bước để overlock một cái vũ khí ha. Đó mình phải cân nhắc. Nhưng mà nó cộng 10% cho tất cả luôn. Khá là đáng cân nhắc ha. Rồi boss cuối ra luôn rồi. Ok, lụm. Đúng rồi. Bắn vô. Relax speed là lấy cái này, lấy cái đam đi. Còn một cấp nữa là chúng ta overlock nó được rồi. Ui. Trời ơi. Ok. Bên kia có cái 500 kìa. Để mình ra đây để mình lùa tụi nó các bạn. Nhử tụi nó. Giờ chứ mình đào ra đó là hơi cực cho mình đó. Đó, ok. Lại lượm thôi. Hốt cái đống máu luôn. Là một đống cấp luôn nè. Còn lock đầu tiên nha. Chúng ta sẽ lấy Radius này đi. Đam không? Cái này thì lên 2 cấp. Lấy đam này đi. Beat up Radius. Lấy cái này. Ui, nó khác rồi đó. Chúng ta có lựu đạn nổ các bạn. Lựu đạn nổ. Ủa còn cái này là lựu đạn gì? À, lựu đạn băng. Chúng ta có lựu đạn nổ ở đây ha. Còn mình có một cái plasma Bridge Cutter. Đây là một cái súng bắn ra plasma. Mình đang build theo cái đường nổ đùng đùng mà. Plasma gì tầm này. Plasma để từ từ. Mình có cái gì build plasma thì mình sẽ chọn cái đó. Ui, nó nổ đằng sau lưng kìa. Ngon thế. Ê, mình không có lụm được. Mình cạo hết cái tài nguyên ở cái map này cho ta. Hên là mình có đào nhanh đó các bạn. Mình vẫn có đào nhanh chắc mình cũng hẹo sớm rồi. Con quỷ nhỏ nào. Khó chịu thật sự luôn.
Lên cấp nè, mà đi một đống máu luôn. Radius. Radius. Lũ đạn băng thì cần tầm nổ nè. Đây tiếp này. Trời ơi, đừng để chết. Chết tầm này là rất là uổng á. Thằng ấy mình biến thôi các bạn. Reload speed của nó đi. Ok, xin ở đây biến máu rồi mình biến thôi. Bị chặn đường, bị chặn đường. Hốt ít kinh nghiệm mà đi thôi. 10 giây. Biến. Thấy sao năm. Ok. Quá gọn các bạn. Đi thôi. Gom được mớ cũng là khá rồi. Tới khúc nhức đầu đây. Ở đây có đam này. Lấy lựu đạn này. Sao mà đỏ không vậy? Đỏ không vậy? Giáp này. Tóc chạy không? Hai cái này đủ không ta? 20... không đủ rồi. Lựa chọn được một trong hai các bạn. Mình sẽ lấy cái... XB đi. XB gan nó ngon hơn các bạn. Ê, quá trời luôn. Tự nhiên mình bấm cái kia. Thôi kệ không sao. Nó mất cho chút xíu à. Tự nhiên mình bấm Ron cái nãy nó cũng hơi thất sách ha. Ok, mà không sao. Để tía đó. Lỡ rồi. Mình sẽ bắt đầu một cái đại cuộc mới ở cái tầng 2 này. Ok, đập nó. Cái tầng 2 này thì được cái quái hung hãn hơn tầng 1 thôi. Có khác cái gì đâu. Rồi, ăn cái thôi, ăn cái là đầy rồi. Ok, rất là nhiều ha. Quái đông kìa. Nhiều khi chúng ta không nên chạy nhiều. Chúng ta chạy nhiều thì quái nó... Đúng rồi. Hay. Chạy nhiều thì chúng ta sẽ không có giết được nhiều quái. Mà không giết được nhiều quái thì vũ khí chúng ta rất là thọt ha. Sau này gặp mấy con to, mấy con lớn thì hơi đuối với tụi nó. Đó, quặng 2-3 cái. Vậy bây giờ mình sẽ kiếm thêm một cái gì đó nổ nữa. Giờ mình cần cái reload speed nó mau một tí ha. Là cái chọi liên tục luôn á. Đàm đung. Tâm nổ bây giờ nó rộng lắm rồi. Ý, còn thiếu gì à. Lấy luôn các bạn. Tí hồi không có cơ hội. Chúng ta sẽ lấy cái này đi. Mình muốn tăng cái sức sống của bản thân lên chứ không có... effect. Làm gì có. Làm gì có cái đam gì liên quan tới nguyên tố. Chúng ta chỉ có... có băng. Có băng nhưng mà cái đam đó nó chỉ là effect cho đam đốt thôi. Đam đốt là kiểu như đam của acid nè. Hoặc là đam của lửa. Giật của điện nữa thì phải. Còn... mình sẽ gom hết cái đống này. Từ nha. Chú ý đi lượm nấm nữa. À, lấy cái này luôn cũng được các bạn. Impact S. Vậy đi. Coi như là trọn vẹn rồi đó. Cái Impact X này á, từ để mình lên cấp xong mình sẽ giải thích cái Impact X này nha. Cái rìu này nè, nó gây đam rất là nhiều lần các bạn. Theo mình tính toán là nó gây đam khoảng 3 lần á. Một lần nó phóng ra trên cái đường đi của nó thì nó sẽ gây đam nè. Rồi một lần nó chạm đất á thì nó sẽ gây đam nổ nha các bạn. Và nó sẽ bay về. Trong lúc nó bay về nó sẽ gây đam ở trên cái đường bay của nó luôn, rất là ngon luôn. Một cái rìu phóng ra nó gây đam tới 3 lần. Quá tuyệt vời luôn. Ồ, đóng băng lại đúng rồi, đóng băng con boss lại đi. Toàn là những nhân vật phải nói là nguy hiểm không à, nguy hiểm của khu phố không à. Đó, đúng rồi. Ống búa ra. Ok. Reload speed của cái throwable. Ít bê gan không? Ít bê gan, tất nhiên rồi. Một cái món hời như vậy làm sao mình bỏ được. Đam nổ nè. Ok, bolo cap ở đâu nữa. Còn một cái nắm ở đầu kia ha. Throwable dam.
Kiểu như giờ mình hết sợ rồi các bạn. Cái nấm này mình biến. Ui ui, quá trời luôn. Reload speed hay là ok, lấy reload speed đi các bạn. Nó bị một cái nó nổ to quá, mình lại không thấy đường. Ok, lại reload speed các bạn. Ba cái đồ ném này nè mà chúng ta cấm được reload speed cho nó là khá là tuyệt vời luôn á. Tuyệt vời. Đúng rồi. Lâu lâu nó cắn mỗi cái 22 vậy cũng phê lắm á trời. Ngon. Rồi. Spam lựu đạn đi. Đúng rồi. Cứ spam lựu đạn đi. Tôi thì tôi chỉ cần đi lượm kinh nghiệm thôi. Mới có tầng 2 thôi đó. Lấy cái này đi. Reload speed này chúng ta có nổ. Tăng cái này đi nha các bạn. Tăng cái này đi. Cái kia nó sẽ nổ môi trường. Nó sẽ nổ luôn những cái môi trường xung quanh này. Cái đó mình lại không thích lắm. Đúng rồi, boss chết. Có chết mình biến thôi. Ở đây có máu mũ ruột rà gì không đây? Lượm ít đường đỏ rồi mà chắc không có rồi. Ở đây chắc không có rồi các bạn. Ở đây chắc không có rồi. Thôi đi thôi. Mạo hiểm quá. Tính xuống kia lấy cái quặng hiếm mà hơi mạo hiểm các bạn. Là chúng ta đã xong tầng 2. Thua bồ đam này. Hai cái này đủ nè. Rồi. Đẹp rồi đó. Reload speed. Damage của cái băng đúng không? Lấy cái này đi. Lượm cái này. Cái này hai cấp của cái nổ cũng được. Thôi, đi thôi. Lại lượm nấm nữa. Mày không thích chút nào luôn á. Ở trên kia cũng có tài nguyên kìa. Ôi, ban đầu chúng ta có 25% tốc độ đào là nó lợi thế cực kỳ nhiều luôn á. Mình hơn một cái là ban đầu là mình được dứt hai cái legendary các bạn. Trong kia cũng có máu luôn. Rồi, zone này hơi nguy hiểm nha. Zone này là chúng ta có thể, đúng rồi, zone ngõ cục bản rồi. Ok, đam nổ nè. Không sợ đâu, tôi không sợ đâu. Dam to Terran nữa. Dam to Terran hả? Chúng ta có nên chơi Dam to Terran không ta? Ôi, cái Dam to Terran này nó khá là nguy hiểm nha các bạn. Ok, dứt thôi các bạn. Nó sẽ gây đam cho môi trường á. Lấy cái đam đi. Cái này là ui nó sẽ được. Nó sẽ giảm 30% đam các bạn, nhưng mà nó sẽ văng ra ba cục nhỏ. Đam ghê luôn. Mà nó chỉ bị giảm 30% thôi. Cái đó cũng đáng cân nhắc ha. Ok, bây giờ chúng ta đứng đây thôi. Hết sợ rồi. Ok. Lượm cái này thôi. Nitra càng nhiều thì crit chain càng to. Từ từ nha, mình không có thấy đường. Mình đang thật sự không có thấy đường. Chúng ta có crit chain nè. Đây crit chain bao nhiêu rồi? 38 rồi. Không được. Chủ yếu mình lấy cái Impact X này á, là mình xử lý mấy con boss các bạn. Cái này thì nó sẽ để lại Acid Trail, một cái Acid Trail, một cái Fire Trail. Lấy Acid đi. Lấy Acid đi các bạn. Thấy nó hay hơn. Hết ngán rồi. Hết sợ rồi bạn ơi. Chúng ta quên luôn cái nhiệm vụ mà phải đi địch nắm. Lên cấp tiếp tục. Lỡ rồi, mình lỡ nâng cái lựu đạn băng này lên cao quá.
nó bị chậm rồi, nó bị chậm rồi thì nó sẽ dí theo mình khó khăn ha. Ok, mình sẽ đi vòng vòng coi còn cái gì mình vét, rồi mình vét hết. Nó bị dính axit đó các bạn, nó bị dính axit đó, nó hơi hơi lắc lác. Chạy hết nhanh rồi. Ok, chặn lại cái robot này. Ồ, đang đi đàm đúng không? Lựu đạn nổ giờ nó khỏe rồi. Nãy mình lấy cái đam tôi tay rành nó cũng hơi dở, mình thấy nó nổ đùng đùng rồi chứ nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều hết. Ok, cái này lên 2 luôn nè. Đam effect thì không cần. Đam. Cái này lên 2 dẹt. Mining speed room Trouble. Ok, nó vừa đủ luôn các bạn. Nó vừa đủ luôn. Map này cho chúng ta làm gì đây? Ok, một cài. Quá ngon các bạn. Lụm một ít ngọc. Trời ơi, mình lại không thấy quái ở đâu luôn á. Mình tăng cái tầm nổ của lựu đạn băng á, hiệu quả cực kỳ. Nó đã làm chậm rồi, lâu lâu nó còn đóng băng mà diện cực kỳ rộng nữa chứ. Trời ơi, ai mà chịu nổi. Từ từ mình đi hốt kinh nghiệm thôi, mình bốn mấy cấp rồi đó. Nè 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 nè, lựa rất đột thả câu nha. Nó lựa mình cái lúc mà không thấy vậy, nó phun cục đàm vô mặt mình. Thứ gì á. Ok. À, mình đứng đây mình nhìn tụi nó thôi. Mình nhìn tụi nó tiến lại mình trong vô vọng. Trời ơi, mình có cái rìu đánh boss đã lắm các bạn. Cái rìu phải nói là đánh boss vô tư luôn á. Hộp trong máu này. Đàm. Đang theo đam thì cứ hốt đam thôi chứ biết sao. Critical chance. Nhiều rồi, nhiều rồi. Ôi, gần 50% rồi các bạn. Có nghĩa là hai đòn á thì mình sẽ có cơ hội là có một đòn chí mạng á. Mà cái diện rộng như thế này thôi, khỏi nói, khỏi nói. Khỏi nói với cái độ ngon của nó. Ôi, đây có vàng quá trời. Đóng băng chưa? Ok, chúng ta đi từ từ thôi các bạn. Không có gì phải gấp hết. Không có gì phải gấp ở đây hết á. Legendary. Trời ơi. Má ơi, sao cái run này nó ưu đãi mình như vậy? Từ đầu tới giờ lụm hơi bị nhiều Legendary luôn á. Đúng là cơn mưa Legendary ở cái đợt chạy này mà. Ok. Có gì có đam không? Không có đam. Lấy cái này đi. Lấy đỡ cái này đi. Đồ bắt cú ra luôn. Ui, hai cái này lấy cái nào? Ok, lấy cái này đi. Tính lấy 18% kinh nghiệm mà. Hay da. Khá là cân nhắc đó các bạn. Kiểu như kinh nghiệm cũng cần, kinh nghiệm cũng khá là cần thiết. Ok, chúng ta ráng nâng nó lên để overlock nó nha. Rồi, con boss thì cứ đứng đó thì mình cứ đi vòng vòng á. Mình trụ qua cái map này càng lâu mình càng ngon. Okay. Giờ mình sẽ đi luồn xuống dưới kia mình kiếm máu. Boss kìa bà đó. Nói chung mình càng đi mình càng mạnh mà. Lên cấp nè. Sợ rồi các bạn. Chúng ta sẽ lấy giáp nha. Mình cũng hơi ớn ớn rồi đó. Hót hót rồi đó. Tốt nhất là mình tăng cái cường độ đam mà mình gây ra thì chúng ta tập trung nhiều vô cái reload speed. Đó, các bạn có thể thấy nó nổ một cái là nguyên cái khu vực này nó rung chuyển luôn. Trời ơi, cái rìu của mình đi tới đâu là sát ngã rạp tới đó mà. Mấy con quái nhảy nhép này chịu không nổi đâu. Ok, chúng ta có Nitra ở đây ha.
rồi, cố gắng đừng để cho con boss nó ngủm. Rồi mình luồn luồn rồi mình đi lên trên, mình thấy ở đây cũng cạn tài nguyên rồi. Rồi đứng đây xử lý con boss luôn cho rồi. À, bắn một viên ra trước và một viên ra sau. Ghê vậy. Ờ, bây giờ nó nổ trước sau luôn á. Rồi, boss ngủm á. Còn đông quá, bỏ đi, không lấy kinh nghiệm đâu. Ít ghê vậy, mình phải lụm thôi các bạn. Rồi, biến rồi, biến rồi, biến rồi, biến rồi, biến rồi. Mình không thấy được nhiều việc nó xảy ra trên cái màn hình của mình quá. Đi thôi các bạn. Ý, ở đây có vàng. Mình lại bỏ sót cái chỗ đó. Free Oxfit này. Đam tư tê rần tiếp tục. Ô, lấy cái radius này đi. Đam tư tê rần riết rồi. Ô, lù đạn băng này sắp sắp nó thành tinh rồi các bạn. Doable. Đam. Hết. Hết rồi, hết rồi. Chúng ta có cái gì? Có hai cái này. Thì chúng ta sẽ đào vàng với lại đào nitra nha các bạn. Chưa cho tụi nó xuất hiện đâu. Mình sẽ chuẩn bị. Mình sẽ phải có một cái chuẩn bị tốt nhất cho tụi nó. Chưa đâu, chưa đâu. Để cho tụi nó nằm yên nó đi. Ngủ yên đi. Mình sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Nhiều cái tốt hơn cho tụi nó. Lấy đây một ít máu nha. Cũng hơi thọt thọt máu rồi. Rồi. Đặng lạng ra ngoài đừng có để quái cắn. Tôi đây có máu nữa nè. Gì vậy mấy đứa? Thiệt á. Cái cây rìu này á, nó còn có một cái tác dụng là đẩy lùi nữa nha các bạn. Nó có tác dụng là đẩy lùi nữa. Đã lắm. Trời ơi, nó dám đẩy mình ra kìa. Lượm vàng để có thêm đam. Lượm nitra để có thêm tỷ lệ chí mạng. Vừa rồi, tụ 62 rồi các bạn. Bây giờ kinh nghiệm mình lượm lên được 1-2 cấp nữa chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Mình sẽ chừa cái boss lại cho con boss thân yêu. Chứ mình đang ở Hazard 4 cũng khá là khó. Không có đồ được. Đó, có 500 luôn rồi. Tí nữa mình hốt sao nha. Tí nữa có đủ lông đủ cánh rồi mình hốt 500. Con boss mới xuất hiện nữa. Mình không có thấy gì đâu. Chạy thì chạy vậy thôi chứ không có biết gì đâu. Ok, đây có máu nữa nè. Em xin, hai cục thôi, hai cục là đầy rồi. Ở dưới này có gì không? Ok, có vàng nè, ngon. Đây, chuẩn bị máu cho mình rất nhiều. Tốt nhất là nên xài tiết kiệm thôi. Lên cáp, Legendary Reload. Wow. Cái rìu này nó sẽ không có Ray Fire nha các bạn. Nó không có tóc ném đâu. Tóc ném của nó mình thấy nó không có cái nâng cấp cho cái đó. Nó kiểu cố định luôn. Cố định bà đó. Gì? Rồi đúng rồi, dạt ra. Ở đây Elite tụ hơi nhiều nha. Một đứa nè. Ui, đau. Đập mấy con bò chứ. Nhiều rồi. Quá phê luôn các bạn. Ok, xong. Đi thôi. Bè le mò các bạn sợ rồi. Giờ mình đang cần cái gì đó để cho mình sống. Cái ba cái giáp dũng này. Ok, Death Knoll ra. Death Knoll là con boss. Chúng ta hốt cái này không biết lên được cấp không. Ủa, không lên nổi. Đừng. Rồi.
Ok, chúng ta có cái này. Mình tính để cái boss cho con boss và cuối cùng lại bất thành. Đúng luôn. Lên cấp nè. Để coi chúng ta có cái gì. Ây da, mình sẽ lấy cái rìu nha các bạn. Rồi không dám đam của cái rìu. Trời ơi. Nó bắt mình á. Mình không có dám chạy xa. Chạy xa thì sẽ bị quái nó chặn đầu. Trời ơi. Hên. Chúng ta đập mặt vô con quái nhỏ chứ không phải là con quái to. Mình mà đập mặt vô nó thì thôi rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây nha các bạn. Mình nhớ dưới này nó có máu nè. Đó, gồng đi. Thấy đó đứng yên. Trời ơi. Đố anh bắt được em. À, 8 mấy máu của tôi. Đây, con boss nó chụp mình khúc đó là mình có thể ngẫm luôn đó các bạn. Thôi, mình an phận ở chỗ này đi các bạn. Không nên đi xa. Đi xa là... Ôi ui, ghê quá. Ôi, đi xa là ăn cái đắng đó. Đúng rồi. Đường chạy nha. Đúng rồi. Chết rồi. Ở đâu? Ok, gần, hơn quá. Trời ơi, mình tưởng nó bắt mình chạy tốt xuống dưới kia chứ. Rồi, đứng đây chơi xíu ha. Bây giờ quái nó còn không tiếp cận mình được nữa. Thôi đi thôi các bạn. Không còn gì nữa rồi. Ok, chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đam lựu đạn băng rất là cao nha các bạn. Cực kỳ cao luôn. Cái cây axe này mình lấy chủ yếu là mình xử lý con boss thôi. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không cần. Ok, chúng ta có một ít nâng cấp nè. Mình sẽ lấy may mắn nha các bạn. Cái may mắn này rất là hay. Cái may mắn này nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cái update xịn hơn. Nó như một khoản đầu tư thôi các bạn. Rồi, vậy thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.